Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bắc Kinh lên án Việt Nam xâm phạm Biển Đông của Trung Quốc. Truyền thông chính thống của Trung Quốc vừa lên cáo buộc Việt Nam xâm phạm lãnh hải của họ, cũng như cảnh báo sự ủng hộ của Washington đối với Hà Nội sẽ làm leo thang căng thẳng trên Biển Đông. Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng đưa tàu Hải Dương 8 trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng tàu cá của Việt Nam đâm vào tàu hải cảnh của Trung Quốc gần đảo Tây Sa hồi đầu tháng này và gửi công hàm phản đối với mục đích tìm kiếm bồi thường trước áp lực kinh tế vì đại dịch cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tuần tra đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội vào hôm 3 tháng 4 cho biết đã giao thiệp với đại diện Sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, cũng như yêu cầu Bắc Kinh bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam sau khi tàu cá Quảng Ngãi 90617TS cùng 8 ngư dân Việt Nam bị tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm trước đó cùng ngày. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng tàu cá của Việt Nam đã xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc và làm hư hại tàu hải cảnh của họ. Theo bài xã luận ra ngày 11 tháng 4 của Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của Nhân dân Giật báo People Daily, tờ báo này cho biết Trung Quốc có đủ bằng chứng bằng video của những gì đã thực sự xảy ra trong vụ đụng độ để chứng minh sự vô tội của họ. Nhận định về vấn đề này, giáo sư Cathay của Đại học New South Wales, người chuyên phân tích các vấn đề về Việt Nam và khu vực, cho rằng tuyên bố của Trung Quốc rằng tàu cá của Việt Nam đâm tàu hải cảnh của Trung Quốc là một sự tuyên truyền và hoàn toàn đánh lạc hướng dư luận. Cũng theo vị giáo sư, Học viện Quốc phòng Úc này cần phải có thêm chi tiết về vụ việc đụng độ mà Trung Quốc lại chưa cung cấp bằng chứng bằng video để hỗ trợ cho tuyên bố của họ. Và Đài Phát thanh và Tiếng nói nước Mỹ VOA đã liên lạc với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam để xin bình luận về những cáo buộc trên tờ báo của Trung Quốc, cũng như liệu Hà Nội có yêu cầu Bắc Kinh đưa ra bằng chứng về việc tàu cá Việt Nam đâm tàu hải cảnh Trung Quốc hay không, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Hoàn Cầu Thời báo còn cho rằng Việt Nam tìm kiếm bồi thường trong vụ đụng độ trên Biển Đông giữa lúc có những áp lực về kinh tế, khi đưa ra số liệu cho thấy hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam đang tạm ngưng hoạt động và hơn 40.000 người có nguy cơ thất nghiệp giữa lúc bùng phát dịch cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh 3 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc cùng uy hiếp tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trước khi đâm chìm tàu này vào hôm 2 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng tàu cá của Việt Nam tự ý đâm vào mũi tàu hải cảnh của họ nên mới bị chìm. Tờ báo của Trung Quốc nhận định Việt Nam dùng vụ đụng độ trên Biển Đông vào lúc này để đánh lạc hướng sự yếu kém trong việc đối phó với đại dịch cúm Vũ Hán. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc trong vụ đụng độ với tàu cá Việt Nam diễn ra vào hôm 3 tháng 4 ở quần đảo, gần quần đảo Hoàng Sa. Và Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và ít nhất là 5 thượng nghị sĩ Mỹ đã đưa ra các thông cáo chỉ đích danh tàu hải cảnh Trung Quốc là thủ phạm đâm chìm tàu cá Việt Nam. Mỹ nói họ sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng minh và các đối tác trong khu vực đảm bảo tự do hàng hải và các cơ hội phát triển kinh tế ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và cũng vào tháng trước, Mỹ đã đưa ra một tàu sân bay cập cảng Đà Nẵng. Và trước sự chỉ trích của Mỹ, Hoàn Cầu Thời báo lại cho rằng Washington đang đứng về phe với Hà Nội và đổ trách nhiệm cho Bắc Kinh. Sự ủng hộ này tức thì của Mỹ sẽ khích lệ chính phủ Việt Nam và ngư dân Việt Nam tham gia vào hoạt động khai thác, đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hoàn Cầu Thời báo nói và cho rằng điều này sẽ xâm phạm lợi ích và quyền lợi và quyền lãnh hải của Trung Quốc quanh các đảo Tây Sa một cách trơ tráo. Và điều này có thể làm leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tờ báo của Bắc Kinh cảnh báo và kết luận rằng dù gì thì cả Mỹ và Việt Nam đang thổi bùng lên ngọn lửa nhằm đạt được các mục đích chính trị của họ. Và cũng chỉ vài ngày sau khi Hoàn Cầu Thời báo cảnh báo sự leo thang, Trung Quốc đã gửi ngay tàu khảo sát Hải Dương 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh tàu Hải Dương Địa chất 8 hoạt động suốt 4 tháng năm ngoái ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cũng theo dữ liệu hành trình hàng hải mà hãng truyền thông Reuters trích dẫn, tàu Hải Dương 8 đã từng tiến hành khảo sát địa chất trong lãnh hải Việt Nam nhiều tháng trời vào năm ngoái, vào hôm 14 tháng 4
đã xuất hiện ở khu vực cách bờ biển Việt Nam khoảng 158 km và trong vùng đặc quyền kinh tế. Chiếc tàu này được ít nhất một tàu hải cảnh của Trung Quốc hộ tống. Và cũng theo dữ liệu này, có ít nhất 3 tàu của Việt Nam đang đi theo hướng của tàu Trung Quốc. Nhận định về việc Trung Quốc đưa tàu khảo sát trở lại Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore đã nói với hãng truyền thông Reuters rằng đây là hành động của Bắc Kinh nhằm một lần nữa đưa ra các tuyên bố chủ quyền không có cơ sở trên Biển Đông. Và Trung Quốc đang lợi dụng việc đánh lạc hướng đại dịch cúm Vũ Hán để tăng cường tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông giữa lúc Mỹ và châu Âu đang phải đối phó với loại virus mới này, theo tiến sĩ Hoàng Hợp. Và để phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam vào hôm 7 tháng 4 nói họ đã gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc, sau khi Philippines và Malaysia đã có thái độ tương tự. Công hàm do phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Nhưng đến ngày 14 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại nói rằng các quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Nam Sa là Trường Sa theo cách gọi của Việt Nam thuộc lãnh thổ của Trung Quốc và rằng các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam là phi pháp và không có giá trị. Người phát ngôn của Bắc Kinh Triệu Tập Lập Kiên nói các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Bộ Ngoại giao đã lên tiếng về thông tin tàu Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh bản đồ hoạt động suốt 4 tháng năm ngoái của tàu Hải Dương Địa chất 8 cùng đoàn tàu hộ tống bao gồm hải cảnh 5901 lớn nhất của Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ tháng 7 cho đến tháng 10 năm 2019. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông. Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định điều đó khi trả lời câu hỏi về phóng viên ngày 14 tháng 4 về thông tin một nhóm tàu của Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, viết tắt là EEZ của Việt Nam ở vùng Biển Đông. Bà nói, Việt Nam đề nghị các nước tuân thủ các quy định liên quan của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, luật pháp quốc tế trong các hoạt động của mình và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông. Người phát ngôn đã nhấn mạnh như vậy. Và hãng tin Reuters vào hôm qua đã dẫn lời từ Marine Pacific, một trang web chuyên theo dõi di chuyển của các tàu, thuyền trên thế giới, cho biết tàu khảo sát Hải Dương 8 và ít nhất một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và chỉ cách bờ biển của Việt Nam có 158 km mà thôi. Trước đó, vào tháng 7 năm 2019, nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc, trong đó có Hải Dương 8, đã liên tục vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là một khu vực vùng biển hoàn toàn của Việt Nam được xác định theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Đến cuối tháng 10 năm 2019, nhóm tàu trên mới rút đi sau khi Việt Nam nhiều lần tiếp xúc với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết và yêu cầu chấm dứt ngay các hành động vi phạm. Và cũng theo tường thuật của truyền thông Trung Quốc, tại cuộc họp báo khi một phóng viên hỏi, có tin nói một tàu cá của Việt Nam đã chìm sau khi va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc ở vùng biển Tây Sa, tức Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, vào sáng ngày 2 tháng 4. Bà có thể xác nhận điều này hay không? Và Trung Quốc có bình luận gì? Đây là hình ảnh. Vào ngày 13 tháng 4, tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của nước này đã lần lượt vượt qua eo biển Maiko, eo Ba Sĩ và tiến vào vùng Biển Đông để tổ chức tập trận. Bà Hoa Xuân Ánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời như sau. Vào sáng sớm ngày 2 tháng 4, tàu hải cảnh Trung Quốc sau khi tuần tra định kỳ đã phát hiện một chiếc tàu cá của Việt Nam xâm nhập đánh bắt cá ở quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, tức Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đã lập tức gọi loa xua đuổi. Chiếc tàu đánh cá này không chịu rời đi và đột nhiên chuyển hướng về phía tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặc dù tàu hải cảnh Trung Quốc đã cố gắng hết sức để tránh, nhưng vẫn bị tàu cá của Việt Nam đâm vào mũi tàu và chiếc tàu cá đã bị chìm. Tàu hải cảnh Trung Quốc đã ngay lập tức giải cứu tàu cá của Việt Nam. Tất cả 8 ngư dân của Việt Nam trên tàu đã được cứu đưa lên mà không có thương vong. Sau khi tiến hành các thủ tục điều tra và thu thập chứng cứ cần thiết, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã cho 8 ngư dân của Việt Nam hồi hương. Bà Hoa Xuân Ánh còn tiếp tục bình luận về các hoạt động
của ngư dân tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa khi nói rằng trong thời gian gần đây, các tàu cá của Việt Nam thường xuyên xâm nhập vào vùng lãnh hải và nội thủy của quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, đánh bắt cá và phớt lờ việc thực thi pháp luật của phía Trung Quốc và thậm chí có những hành động nguy hiểm để chống lại việc thực thi pháp luật của Trung Quốc. Và bà nói tiếp, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng và không hài lòng mạnh mẽ với Việt Nam về vấn đề này và yêu cầu Việt Nam giáo dục và kiểm soát hiệu quả các tàu cá và ngư dân của mình, không xâm phạm đánh bắt cá ở khu vực biển có liên quan của quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, càng không được có hành động nguy hiểm chống lại lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc. Và liên tiếp trong những ngày gần đây, các thượng nghị sĩ của Mỹ đã lên tiếng về vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam trên Biển Đông. Đây là hình ảnh Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vào hôm 11 tháng 4, Thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Arkansas Tom Cotton đã đưa ra thông cáo về việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Ông nói, Trung Quốc tấn công các ngư dân để thực thi các yêu sách bất hợp pháp trên Biển Đông. Mỹ đứng về phía đồng minh và đối tác của mình tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, trong việc bảo vệ công dân và chủ quyền của họ khỏi sự hung hăng của Trung Quốc. Ông Tom Cotton đã nói trong bản thông cáo như vậy. Ông Tom Cotton là nghệ sĩ của Mỹ thứ 5 lên tiếng về việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam và triển khai máy bay quân sự ở trên Biển Đông. Và trước đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên án tàu hải cảnh của Trung Quốc là thủ phạm đâm chìm tàu cá của Việt Nam trên Biển Đông. Đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác bảo vệ tự do hàng hải. Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông cáo rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của các đồng minh và đối tác nhằm đảm bảo tự do hàng hải và cơ hội kinh tế ở toàn bộ các khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và thông cáo cũng nhấn mạnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán càng nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vì điều đó tạo điều kiện cho phép chúng ta giải quyết mối quan hệ, mối đe dọa chung này theo cách minh bạch, tập trung và hiệu quả. Giới quan sát đánh giá đây là một tuyên bố nặng ký của Hoa Kỳ trước sự việc tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam chở 8 ngư dân tại quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông hồi tuần trước. Một nhà quan sát và phân tích an ninh chính trị khu vực đã nói thêm như sau. Tôi hiểu rằng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ còn nặng ký hơn của tuyên bố Bộ Ngoại giao Mỹ. Và đứng trước tình hình Trung Quốc leo thang các hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, quân đội Việt Nam cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc khi có diễn biến mới. Về mặt đối nội, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cần phải thực hiện hiến pháp từ những ngày đầu mới thành lập, mới giành được độc lập. Đó là dân chủ hóa với bầu cử tự do cho trên 90 triệu người dân ở nước này và đa đảng. Về mặt đối ngoại, với những bằng chứng xâm nhập, ngộ nhận của chính quyền, của nhà cầm quyền Bắc Kinh, họ đã thể hiện sự hung hăng và luôn tìm mọi cách bắt nạt Việt Nam. Và đây cũng là lúc Hà Nội cần lên phương án để khởi kiện Trung Quốc sớm nhất ra tòa án quốc tế để nhận được sự ủng hộ của những nước dân chủ và tự do trên thế giới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020 với bản tin Bắc Kinh lên án Việt Nam xâm phạm Biển Đông của Trung Quốc. Các bạn hãy bấm nút theo dõi video YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.